cảm ơn Chúa. Một lần nữa Chúa lại cho chúng ta có những cơ hội để chúng ta bước vào ở trong nhà cầu nguyện khải tượng toàn cầu. Và mỗi một tuần chúng ta được có mặt ở tại đây vào tối thứ sáu hàng tuần lúc 7 giờ tối ở tại địa chỉ 8461 đại lộ Garden Grove, thành phố Garden Grove, California. Và chúng tôi cũng có mặt ở tại đây vào lúc 11 giờ sáng chủ nhật hàng tuần cho chương trình tiếng Anh, và cho chương trình thờ phượng chủ nhật hàng tuần cho tiếng Việt lúc 3 giờ chiều ở tại địa chỉ 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. Rồi sau chủ nhật tuần này thì tuần tới là chúng ta sẽ có ngày lễ phụ thân, cho nên chúng ta sẽ tổ chức chương trình lễ phụ thân. Chúng ta sẽ có potluck, rồi chúng ta cũng có thời gian để anh chị em có thể cùng hát cho nhau nghe và hát cho những người cha nghe nữa ha. Và cho nên quý vị cũng nhớ chuẩn bị những cái bài hát để chúng ta có những mỗi người chúng ta sẽ thay phiên nhau chúng ta lên hát cũng ngợi khen Chúa, và có những bài hát liên quan đến người cha để chúng ta có thể cảm ơn những người cha của mình. Và ngày hai đó là ngày 16 tây tháng 6 đó là chương trình của lễ phụ thân, và ngày 23 tây tháng 6 thì chúng ta sẽ nhóm ở tại gọi là Boca Chica State Beach ở tại cái biển mà gọi là Boca Chica, và cái lều mà picnic á, nó gọi là picnic area là số 12B. Cho nên quý vị cũng xem nhìn thông tin ở trong cái những cái tin nhắn đó thì chúng ta cũng sẽ có những thông tin đó. Rồi nếu ông bà anh chị em nào á mà có những câu hỏi gì hay là muốn mời các người bạn của mình á thì nhớ chuẩn bị mời trước, và chúng ta sẽ có cái buổi barbecue ở tại đó. Đã nói đến barbecue thì một người đem á thì không có đủ cho tất cả mọi người, cho nên nếu ai mà người trẻ đó có thể chuẩn bị được đó thì có thể đem nhiều và góp phần, người thì góp phần thức ăn thức uống, chúng ta gọi là potluck, barbecue potluck. Cho nên là chúng ta sẽ có buổi thông công đặc biệt ở tại cái biển Boca Chica State, biết cái biển tiểu bang của Boca Chica đó, là chúng ta sẽ có mặt ở tại nơi đó. Rồi chúng ta cũng sẽ có một bắt đầu từ tháng 7 thì nếu như ai trong một quý vị mà muốn có công ăn việc làm đó, có nghĩa là cùng làm với chúng tôi đó, với Hội Chị Giáo Khải Tượng Toàn Cầu đó, thì chúng tôi sẽ có chương trình đó là cho những người gây quỹ, là nhân viên gây quỹ, quý vị có thể cùng làm việc với chúng tôi, rồi quý vị cũng sẽ có cái lợi tức cho chính đời sống của mình, nhưng mà cùng lúc đó là chúng ta cũng sẽ đem đến sự chúc phước cho những cái dự án truyền giáo và những cái dự án cho từ thiện ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên đây là một công việc cũng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó là một trong những mục vụ rất là quan trọng để chúng ta có thể giúp đỡ các hội thánh khắp nơi trên thế giới làm từ thiện và cái công việc truyền giáo. Cho nên là ngày 16 tây tháng 6 đó thì tôi cũng sẽ dành một ít thời gian vào buổi chiều lúc 3 giờ chiều sau khi hình nhóm, thì chúng tôi cũng sẽ thông báo một ít về cái chương trình này. Cho nên nếu quý vị biết những ai mà muốn có công ăn việc làm mà không cần phải là chọn thời gian, họ có thể đi làm, hoặc là nếu là những người mẹ phải chăm sóc con cái không có nhiều thời gian đi làm đó, thì cái công việc này nó rất là phù hợp. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị những công việc này, và quý vị cũng có thể có cái lợi tức cả thu nhập của mình và cùng nhau hầu việc Chúa. Cho nên và chúng ta sẽ có những chương trình như vậy thông báo, và dĩ nhiên nếu mà những người mà nói tiếng Anh á thì chủ nhật này lúc 11 giờ thì chúng ta cũng sẽ thông báo cái chương trình đó, sau chương trình giờ nhóm thì chúng ta sẽ có thông báo cho những ai muốn có những công ăn việc làm. Rồi chúng ta vẫn đang ở trong những cái loạt bài ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, và chúng ta đã chuyển qua ở trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 16, và tại ở đây thì chúng ta cũng học một cái nhân vật đó là Timothy. Rồi chúng ta có còn nhớ Timothy là ai không ạ? Để chúng ta nhớ đến ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 16 từ câu 1 đó, thì chúng ta biết rằng khi mà sứ đồ Phaolô ông tới thành Đẹp-bê và thành Lystra, là ở nơi đó có một môn đồ tên là Timothy, con của một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha là người Grec. Nào, chúng ta nhớ đến như vậy, đó là Timothy, mẹ của ông là một người Giuđa và ba của ông là người Grec hay là người Hy Lạp ngày hôm nay chúng ta dịch nào, ở tại thành Đẹp-bê và thành Lystra. Rồi ở tại nơi đó, đặc biệt anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người, đã làm chứng tốt về Timothy. Mặc dù Timothy là một người rất là trẻ, nhưng mà
ông đã có tiếng rất là tốt. Một lát nữa chúng ta sẽ xem một số những lý do tại sao mà ông có những tiếng rất là tốt là như thế nào. Rồi sau đó thầy xin đồ Phaolô muốn đem Timôthê theo để trong những cái chuyến đi truyền giáo của mình, để làm người phụ tá và cùng đồng công với sứ đồ Phaolô. Và bởi vì cái ấy mà họ bắt đầu làm phép cắt bì cho Timôthê. Rồi sau đó chúng ta đã học một ít về cái bối cảnh của Timôthê. Thì chúng ta thấy rằng Timôthê là một nhân vật rất là đặc biệt, một trong những nhân vật rất là đặc biệt mà chúng ta vừa học cái bài học vừa rồi, đó là đứa con thuộc linh. Và chúng ta cũng đã hỏi như cái câu hỏi đó là chúng ta có còn son sẻ hay không? Chúng ta có son sẻ trong đời sống thuộc linh của mình hay không? Chúng ta có con thuộc linh hay không? Sứ đồ Phaolô, như tôi cũng đã chia sẻ với quý vị, ông bà, anh chị em, Timôthê và gia đình của ông đã tiếp nhận Chúa khi mà sứ đồ Phaolô Barnaba đã đến những cái khu vực của vùng Tiểu Á lúc bây giờ, ngày hôm nay đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Và tại những cái khu vực đó mà chúng ta đã nói khách thành đẹp Bê, Lystra, Iconium, là những nơi đó mà sứ đồ Phaolô và Barnaba đã rao giảng lời của Chúa. Thì Timôthê cũng như mẹ của ông và ngay cả bà nội của ông cũng vậy, là người đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Cho nên Timôthê là một trong những cái trái những cái kết quả thuộc linh đầu tiên đã được xảy ra trong chuyến đi truyền giáo lần đầu tiên của sứ đồ Barnaba và Phaolô. Chúng ta cũng biết rằng được làm con thuộc linh của sứ đồ Phaolô không phải là chuyện rất là dễ đâu. Chúng ta biết rằng Phaolô là người rất là học rất là cao. Ông được học mà ở dưới thầy của mình là Gamaliel, là người rất là nổi tiếng thời lúc bây giờ. Ông đã học với thầy rất là nổi tiếng, mà ông cũng là học sinh xuất sắc nữa, và ông cũng là một cái người Pharisee nữa. Cho nên nói về những cái phẩm chất của một người Pharisee để đạt được như vậy, thì sứ đồ Phaolô ông là người rất là xuất sắc. Mà khi mà ông đã là xuất sắc và bây giờ ông lại được ơn nữa, vừa xuất sắc, vừa có học vị, vừa có địa vị, mà bây giờ lại có được ơn nữa, cầu nguyện cho ai là Chúa có thể chữa lành những người đó. Thầy có quyền như vậy để mà ông có thể chọn một người con thuộc linh của mình không phải là dễ, để chọn một người để trở nên là phụ tá con không phải là dễ. Cho nên cái điều này cho chúng ta biết rằng đó là Timôthê cũng là một người rất là xuất sắc. Mặc dù lúc bây giờ Timôthê chưa đến 20 tuổi, có lẽ ông chỉ mới 16, 17 tuổi mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù trẻ tuổi như vậy, nhưng mà ông là người yêu mến Chúa. Mặc dù trẻ tuổi như vậy, nhưng mà ông được có danh tiếng tốt. Mặc dù trẻ tuổi như vậy, nhưng mà ông được sâu nhìn ở trong lời của Chúa, là bởi vì ông được nuôi dưỡng lớn lên ở trong lời của Chúa thông qua người mẹ của mình và bà nội của mình. Mặc dù còn trẻ tuổi như vậy, nhưng mà cái tấm lòng nhiệt huyết của một người trẻ tuổi đó khiến cho tất cả mọi người đều kính nể. Mặc dù trẻ tuổi như vậy, nhưng mà nhiều người lại tôn trọng ông. Và đó là một điều rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta biết ngay cả trong đất nước Việt Nam của chúng ta, ngay cả ngày hôm nay và đặc biệt ở trong ngày xưa, nếu mà chúng ta là người trẻ tuổi đó, mà chúng ta đứng lên mà dạy những người khác đó, những người lớn tuổi họ có chịu ngồi nghe quý vị? Rất là khó. Trừ trường hợp là chúng ta phải đổ, phải là bản nhãn, bản khoa, bản gì đó, đó là phải đổ ông nghè rồi mới đe được hàng tổng, đúng không ạ? Phải đổ ngay cả ông nghè thì mới đe được hàng tổng. Có nghĩa là mặc dù trẻ tuổi nhưng mà là người có khả năng, người tài, thì người ta mới tôn trọng. Thì trong lúc bây giờ, trong xã hội của người Do Thái từ lúc bây giờ thì cũng vậy. Mấy ngàn năm trước thì nó có những sự tương đồng. Cho nên những cái từ đó mà chúng ta có thể đúc kết được rằng Timôthê phải là một người rất là xuất sắc. Rồi, đó là cái bài học mà chúng ta đã học ở trong tuần vừa rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về Timôthê, và chúng ta sẽ cùng nhau học về ông với một cái chủ đề, đó là hãy làm gương cho những người khác. Hãy làm gương cho những người khác. Chúng ta thấy ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu số 4
đến câu số 17 hay là Philip đoạn 2 câu số 19 cho chúng ta biết rằng đó là Timothy là người đại diện cho sứ đồ Phaolô để đi đến thăm các hội thánh khác nhau. Trẻ như vậy mà được đại diện ha, oai không quý vị, bảnh không quý vị, như vậy là nể mặt lắm đúng không? Có lẽ có nghĩa là ông là người đã có tiếng tốt, có được cái chức vụ, được mọi người đều chứng nhận là người yêu mến Chúa. Rồi sau đó chúng ta biết rằng ông đã trở nên làm sư ở tại hội thánh Epheso. Và ông cũng là người được nhắc tới ở trong một số những cái sách. Đó là khi mà sứ đồ Phaolô ông viết những cái sách thư tín, ví dụ như Côrintô nhì, sách Philip, sách Colosse, sách Thessalonica nhất, Thessalonica nhì và sách Philemon thì đều có mặt Timothy ở tại nơi đó. Như vậy cũng có lẽ ngày xưa đó chúng ta nhớ đó, khi mà các ông đồ ngồi viết đó thì có những cái người đệ tử họ ngồi đó làm gì quý vị? Mài mực đúng không ạ? Mài mực để cho ông đồ viết. Thì để viết ra được những quyển sách như vậy đó thì khi mà ông đồ viết mà ông cho đệ tử làm nhiều quý vị cũng phải đọc qua để kiểm tra đúng không ạ? Cho nên có lẽ Timothy cũng có được cái đặc ân đó, có được cái cơ hội đó, được ngồi nghe chính người thầy của mình dạy dỗ viết và đọc ra. Có lẽ không biết ngày xưa họ có viết giống như mình hay không, đó mình không biết, nhưng mà chắc chắn rằng ông ngồi đó ông nghe và ông đã đọc được một số những bản thảo, có lẽ ông có thể đọc được một số những bản thảo mà sứ đồ Phaolô được viết ra. Cho nên đây là chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ của Phaolô và Timothy có đặc biệt không quý vị? Quá đặc biệt luôn, gắn bó rất là đặc biệt. Và đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô nói rằng ta Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ông nói rằng gửi cho Timothy, ông thấy không? Quý vị thấy không? Ông Phaolô nói rằng theo ý muốn Đức Chúa Trời ta làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ông nhân danh Chúa mà ông đã kêu gọi chính đời sống của Timothy, gửi những lời rất là yêu dấu cho con của ta, ông thấy không? Gửi cho Timothy là con rất yêu dấu của ta, nguyện con được ân điển sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Amen. Nguyện con được như vậy, một cái sự nó gọi là một sự gắn bó, một cái sự chúc phước rất là đặc biệt mà sứ đồ Phaolô đã dành cho Timothy. Và ông nói rằng ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên của ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Thân mật, vâng, cầu nguyện cho Timothy mỗi ngày. Cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ, Ngài ban ơn, Ngài chúc phước, Ngài thêm sức, Ngài sức giàu cho Timothy. Cho nên quý vị ông bà anh chị em, tuần vừa rồi chúng ta cũng học đó là đứa con thuộc linh. Nhưng làm cha thuộc linh, chúng ta có thật sự làm cái bổn phận làm người cha thuộc linh chưa? Cầu nguyện cho con thuộc linh của mình, chúc phước cho con thuộc linh của mình, hướng dẫn cho con thuộc linh của mình, nuôi dẫn cho con thuộc linh của mình và dẫn dắt cho con thuộc linh của mình. Hơn thế nữa, sứ đồ Phaolô ông đã nói như thế này, tiếp tục ở trong Timothy nhất đoạn 1 và bây giờ câu số 4 nói rằng vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà nội con và ở trong Ernest mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Sứ đồ Phaolô không chỉ quen thuộc với Timothy nhưng mà ngay cả bà nội và mẹ con nữa. Và ông nhận biết rằng cái đức tin của họ là đức tin chân thật. Và ông nhận biết là ông cũng nhận biết và nhắc nhở chính đời sống của Timothy đó là cái đức tin ở trong gia đình của con thật là tuyệt vời. Đó là một cái món quà báu vật quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chính gia đình của Timothy. Và sứ đồ Phaolô rằng vì ta nhớ đến nước mắt con. Thì nước mắt làm này là gì vậy? Có phải nhõng nhẽo với Phaolô không? Không phải. Cái nước mắt này không phải là nước mắt nhõng nhẽo, nhưng mà nước mắt ở trong sự cầu nguyện. Nói đến một cách khác đó là sứ đồ Phaolô thấy rằng
Timothy là một người, là một chiến sĩ cầu nguyện, quý vị. Ông đã được người ta coi trọng. Một trong những cái điều mà người ta coi trọng ông không phải chỉ vì ông trẻ tuổi yêu mến Chúa, không phải chỉ vì ông được đầy dẫy lời của Chúa, ông sâu nhiệt lời của Chúa, không chỉ ông có tấm lòng nhiệt huyết để hầu vì Chúa, nhưng mà người ta đã tôn trọng ông là bởi vì ông đứng ở trong sự cầu nguyện, và bởi trong sự cầu nguyện đó mà ông được ơn, bởi trong sự cầu nguyện đó mà ông nhận được lời khôn ngoan từ nơi Chúa, ở trong sự cầu nguyện đó mà ông nhận được lời tri thức của Chúa. Và mỗi khi ông dạy dỗ lời của Chúa, nó chạm đến lòng của mỗi con người. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở cho mỗi đời sống của quý vị và tôi ngày hôm nay, hãy đổ nước mắt. Có ai trong vòng những người bạn của chúng ta nhớ đến chúng ta nói gì giống được sứ đồ Phaolô? Người ta nhớ đến nước mắt của anh Trường, ta nhớ đến nước mắt của cô Lan, ta nhớ đến nước mắt của chú Ninh, ta nhớ đến nước mắt của bác Thường, ta nhớ đến nước mắt của chú Thiện, đó nhớ đến nước mắt của mọi người vô cầu nguyện mặt trần chết mà cũng là chết rồi, không có. Chắc chắn là ai ở đây cũng nhớ đến nước mắt của cô Lan hết trơn, đúng không ạ? Ông Duy em, ông Duy em. Cho nên khi mà chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, quý vị hãy tuôn đổ, hãy tuôn đổ, hãy tuôn đổ. Và đó, bởi vì sự tuôn đổ đó mà Chúa đã trả lời, đáp lời. Bởi sự tuôn đổ đó mà Chúa đã đến phấn hưng, đã làm phấn hưng hội thánh. Bởi sự tuôn đổ đó mà Chúa đã nhức giấy hội thánh của Chúa. Và thánh của Chúa ngày hôm nay cũng vậy, cần có những tấm lòng như vậy. Rồi, nói quá nhiều, chúng ta chưa đi vào, hồi nãy giờ mới phần giới thiệu không à. Mới giới thiệu không mà nó vẫn chưa hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở trong sách Timothy nhì đoạn 3 từ câu số 14. Timothy nhì đoạn 3 từ câu số 14. Và phần con hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Nói một cách khác, đó là sứ đồ Phaolô nói rằng Timothy đã làm những việc lành, Timothy đã hầu việc Chúa, Timothy đã có sự khôn ngoan là bởi vì sao quý vị? Từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin. Cho nên đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng đó là Timothy là một người rất là được sâu nhiệm ở trong lời của Chúa. Ông được dạy dỗ. Nói đến cái điều này là những bậc phụ huynh chúng ta cũng phải nhớ đến vấn đề này, dạy dỗ con cái chúng ta được sâu nhiệm trong lời của Chúa. Chị Lộc cũng vậy, tôi cũng vậy, nhiều anh chị em còn có con cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay nhiều con cái của chúng ta nó không biết đến Chúa là ai nữa, đừng nói đến vấn đề mà chúng ta dạy dỗ. Là lý do tại sao? Bởi vì chúng ta không có dạy. Chúng ta để thế gian dạy cho con cái của mình, rồi chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ biết Chúa. Xin thưa quý vị, một ngày nào đó nó sẽ chống đối Chúa đó. Cho nên con cái của chúng ta ngày hôm nay, ngay cả Huy đó, con của chúng tôi đã vào đại học, nhưng mà mỗi một ngày đều phải cầu nguyện và đọc kinh thánh với chúng tôi. Nếu ngày nào mà bận á thì cũng phải cầu nguyện xong rồi mới có thể làm những công việc khác. Mặc dù ở trong đại học, nhưng mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta được rất là tiện, chúng ta có phone, chúng ta có thể gọi điện thoại, có thể thấy mặt với nhau. Cái vấn đề là chúng ta không làm, chứ không phải là chúng ta không làm được. Chúng ta có viện cớ này cớ kia, con của chúng ta nó có thể chơi game 4-5 tiếng đồng hồ mà chúng ta không dành nổi 15 phút để cùng con cái của mình cầu nguyện và đọc kinh thánh hay sao? Cho nên quý vị ông bà anh chị em hãy nhớ cái điều này, nó rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau xem ở trong sách Timothy nhất đoạn 4 từ câu số 10. Sứ đồ Phaolô nói rằng: vả nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự chống cậy ta trong Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Kia là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Câu số 12.
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hồi trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tận tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Amen. Những cái câu kinh thánh này nó có rất là nhiều những bài học khác nhau.